Chào cả nhà nha, rất vui được gặp lại cả nhà trong video của mình. Lời nói đầu tiên thì Quốc Thọ xin gửi đến cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Tối nay thì mình mời cả nhà trải nghiệm cùng mình thăm bẫy chuột nha. Mình là cũng tới địa điểm này nè. Trước nhà mình có bẫy luôn cả nhà, giờ mời cả nhà theo mình nè thăm luôn nha. Vô cái đầu tiên, rồi cái đầu tiên này thì mình thấy còn nguyên rồi cả nhà, không dính nè. Cái này cũng chết quớt luôn. Tại cả nhà ơi, ở đây hai cái mình thấy dính hai con nè, quá đã. Đây quá to luôn cả nhà ơi, mình đây một con nữa nè. Vô mình lấy cái lồng ra sổ nó vô luôn nha. Sao mà nó cứng quá. Một con hai con rồi, nên mình tắt máy mình gài bẫy đặt lại rồi đi tiếp luôn nha. Đây cả nhà ơi, cái này mình thấy dính một con nữa nè, quá đã. Đây cái bên đó thì chết quớt rồi, còn nguyên kìa. Này xin lòng đổ nó vô. Đây cả nhà ơi, mình thấy dính ở đây một con nữa nè. Này quá đã. Hàng này mình còn mấy cái nữa nè, để mình thăm một chút mình đổ nó ra luôn. Cái này thì chết quớt rồi. Đây cả nhà, cái này dính nữa nè, một con nữa nha. Vô ở trên này mình có hai cái nữa nè. Đây cả nhà ơi, ở đây hai cái mình thấy dính một con nữa nha. Đây quá đã, cái này nó chưa vô chốt. Rồi để mình tắt máy mình đổ ba con chuột này vô rồi đi tiếp luôn nha. Đây
Có hàng nha cả nhà. Cái này mình thấy dính một con nữa nè. Quá ngon. Nó quạng nó tông tùm lum rồi cả nhà. Trước này mình có một cái nữa nè. Cái này thì chết quớt rồi. Để mình đổ con này vô đi tiếp luôn. Kém con này cả nhà ơi, quá ngon luôn. Nó dướng cái móc này hoài. Rồi, mà nó không chịu chạy vô. Rồi. Tiếp tục luôn cả nhà ơi. Đây. Trước này mình thấy cái này có hàng nữa nè. Quá đã. Vô. Nãy giờ thì cũng trên ký rồi cả nhà ơi. Chuột nhà nó to, nó rất là nặng luôn nè. Con nào con nấy nó ú nô à. Chuột này khoảng 5-6 con là một ký rồi cả nhà ơi. Nó dưới móc không được luôn. Rồi để mình gà bẫy đặt lại rồi đi tiếp luôn nha. Tiếp tục luôn. Ở trước này mình có một cái nữa nè. Khúc này thì mình không có thấy đường mò cả nhà, xa xa mình mới đặt có một cái bẫy à. Đây, dính nữa nè. Lâu lâu có thấy một cái đường mò nó chắc lượng luôn cả nhà ơi. Nó lụm hàng liền. Quá đã. Đổ nó vô luôn. Trước này thì mình có con cái nữa nè. Rồi, dính nè cả nhà ơi. Quá đã. Đây. Bịt cái lồng luôn. Cái này là cái lồng nhỏ nè. Vô nó quay đầu không muốn được luôn cả nhà ơi. Ở trên đẳng thì đã có đám, nó mở nhạc lớn quá à. Không biết nó có dính không á. Trời, không chịu vô luôn. Yeah, con này lì dữ. Rồi. Vô rồi cả nhà ơi.
Thì mình dài bẫy đặt lại rồi đi tiếp luôn nha. Tiếp tục luôn cả nhà ơi. Góc bờ trước này thì mình có một cái thế này. Ở đây thì xa xa thì mình mới có cái bẫy cả nhà ơi. Đó, cũng ít cái đường chạy quá. Rồi. Trước quá rồi. Còn nguyên luôn. Tiếp tục luôn cả nhà. Ở trước này thì mình có hai cái nè. Đây cả nhà ơi. Thấy dính rồi nè. Đây, quá đã. Ở trước này mình còn một cái nữa nè. Để nó ở đây, chút nữa mình quay lại mình đổ nó. Cái bờ này thì mình đặt được có hai cái à. Đây cả nhà ơi. Dính luôn nè. Quá đã. Đây. Cái đường nó chạy nè. Đây. Nó chạy từ gụ bên đây nè cả nhà, qua gụ bên đây nè. Chặn cái đầu nó dính nè. Quá đã luôn. Cái bờ này cũng dài mà không có thấy đường chạy cả nhà. Trường quá, đặt được có hai cái. Dính hai con luôn. Đây. Đổ nó vô luôn. Rồi. Mình tắt máy gà bẫy đặt lại đi tiếp luôn nha. Tiếp tục luôn cả nhà. Rồi. Cái này thấy trước quớt rồi. Rồi, cái bên đây cũng trước quớt luôn. Còn nguyên luôn. Chà, cái này sập dính luôn con cóc luôn cả nhà. Đây. Sao được đi vô bẫy luôn. Mình đặt ở dưới cái miệng hang chuột nè. Đặt ở chỗ này nè. Thì sao mà con cóc nó vô dính luôn. Thả nó luôn. Rồi, nên mình tắt máy mình gài cái bẫy nó lại cái nha. Cái này chết quớt rồi. Còn nguyên luôn. Cái bên đây thì có hàng nè. Đây. Quá đã. Vô vỏ luôn. Mình còn có hai cái nữa là hết rồi cả nhà ơi. Rồi nên mình tắt máy mình gài bẫy đặt lại nha. Thứ hai cái cuối mình quay tiếp với nhà xem luôn. Ở trước này thì mình còn hai cái cuối luôn cả nhà ơi. Giỏ mình để đây. Cái này thì chết quớt rồi.
còn một cái cuối cùng. Cái cuối cùng cũng chết quớt luôn, còn nguyên đường chảy quá ngon mà nó không dính. Hy vọng là sáng nay sẽ dính nha. Để mình tổng kết thành quả luôn cả nhà. Tối hôm nay đâu khoảng 2 ký mấy 3 ký cả nhà, dính cũng êm nè, chuột nó to to nữa. Đây quá đã cả nhà ơi, chuột này khoảng 5 đến 6 con là 1 ký rồi. Đây thành quả nha, quá ngon cả nhà ơi. Rồi video của mình cũng xin kết thúc lại tại đây nha, hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn.